làm đường xá này nọ cao lên, không có, nó đuổi dân ta đang nhà ở đuổi đi hết, nó xây chung cư lên bán ngược lại dân. À, đúng rồi. Cái điều vô lý không? Tự nhiên nhà mình ở mình mua ví dụ, ví dụ mà ví dụ nó trả mình quy hoạch, nó trả mình cái đó, nó dùng 1 tỷ đây, nó bán mình chừng 600 thôi, mình còn dư được 400 mình mua cũng được á không? Cái đó nó giúp đỡ mình. Nó trả mình 1 tỷ, nó bán 1 tỷ 3, 1 tỷ 4 tiền là mua. Đúng rồi. Xong mua không được cái đi cái người khác, người có tiền vô mua. Cuối cùng dân mình cứ khổ hoài. Tự nhiên nhà mình ở bị đuổi đi rồi nó sẽ bán ngược lại mình. Mà không phải đâu anh. Ví dụ như 1 tỷ nó xây căn nhà đó là nó nói giá trị 1 tỷ, thiệt ra nó lấy ví dụ như lấy của nhà nước nó lấy 1 tỷ mà nó xây đâu chừng 500. Không, ý em nói gì đó, ý nó chung chung vậy đó. Nó dụ vậy đó, ví dụ 1 tỷ nó bán 1 tỷ 2, 1 tỷ 4 vậy đó, tiền đâu mua. Không, dân mình cũng còn nghèo. Như dạng mình mua đã đời xong bán ra phải đóng thuế. Vô duyên cái đó. Không, nhiều cái đúng là nhiều cái không đụng hàng á, không có công bằng. Như nhà chứng tỏ vào đường luôn nè, bây giờ nó nói á, dân đi xe hối lộ công an phạt từ 2 triệu đến 3 triệu, tịch thu số tiền mà đưa hối lộ. Tại sao nó